Đứng khỏi mặt đất đi khỏi, làm sao đứng ra khỏi mặt đất này? Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Hai cái chủng này đã trả lời được rồi. Ví dụ một cái ông kia, ông có hỏi mình bất cứ gì, nói à cái chùa này linh, cái ông Phật kia đến thì mới hỏi chứ, cái đất này ai linh? Nếu thần linh thì đồng ý, nhưng mà thần thì cái nhiệm vụ cũng làm linh vậy thôi, chứ mình đâu có cần cái chuyện này. Mình nói vậy. Còn nếu anh nói anh giỏi á, giác ngộ sao, giải thoát sao, anh giải tôi thích. Bây giờ giác ngộ thì thôi, ai cũng biết rồi. Từ con người, vạn vật, trái đất, rồi tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ đã phân tích rất rõ rồi. Thì còn sợ nữa, giờ tôi có mất đi nữa thì đây trở thầy thành nó trọi hơn. Tất cả điều thầy á, nắm được cái căn bản này không ai phá mình được hết. Đó, còn bây giờ nó muốn tranh luận thì cái tranh luận mình phải nắm được cái bản này mình mới tranh luận được, còn không nắm được. Bởi vì vừa rồi á, một vị thầy ở Vĩnh Long lên hỏi tôi muốn tranh luận tại sao mà nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu là A La Hán không giải thoát. Tôi mới hỏi thầy á, bây giờ nè, tôi thì không tranh luận mà tôi hỏi thầy A La Hán, cái nghĩa A La Hán là cái gì? Ông không giải thích được. Tôi không giải thích được, anh hỏi A-la-hán giải thoát thoát sao? Ông hỏi ông Phật đã từng chứng A-la-hán thì tôi nói đúng rồi, ông cũng tu thành A-la-hán. Nhưng mà sau cùng biểu bỏ, ông không xài. Ông đã nói rồi chứ phải. Trong 45 năm, 46 năm ông đã nói rồi. Ông nói câu này là đệ tử chữ điên. Tất cả 10 thập đệ tử, 10 nào chứng A-la-hán, có nghĩa là đầu tiên ông dạy cái đạo Phật ông phải ngồi thiền, ông đã có cây ngồi thiền, ông chứng này chứng kia, mấy người kiều phái quá mới tới. Ông dạy mấy chục năm người chứng rồi, chứng cũng có này, là nói chuyện trên trời với đất cũng có rồi, làm gì cũng có, cái gì không? Sau cùng nó thôi bỏ đi các con, muốn Phật cũng giải thoát, tôi chỉ cho đường đi, bỏ đi hết, nó thôi. Ông chờ cái kiểu này thôi, ông dụ tôi mấy chục năm rồi tôi bỏ, nó khổ khổ như này. Thì bây giờ nếu nắm được căn bản này không cần, thử mai mốt đi, ở ngày chủ nhật ông đào xong phòng ngồi lại đây rồi có người hỏi rồi trả lời là sao, nhưng mà tập chứ không lẽ là tôi sống hoài đó. Đây là tôi chỉ những cái căn bản của Thiền Tông đó. Bây giờ tôi nói thật là tất cả bao nhiêu bằng tiến sĩ hòa thượng chứng đắc gì lại đây rồi, xin lỗi không ông nào vô nổi cái này, nắm được cái căn bản Thiền Tông không ông nào bẻ hỏi đâu đó thật. Chứ bây giờ cái chuyện mà chùa phát ra trên mạng, nó xin lỗi, nó phản ứng dữ dội lắm. Nó mà biểu thích thức biểu là chắc, đâu chắc không ai chịu bỏ hơn để chịu vô. Thiếu gì tay mà giỏi chứ đâu, hay không có giỏi. Tiến sĩ không thiếu gì mà. Tiến sĩ bằng Thích Nhật Từ không nói 6-7 câu thì mới bẻ họng hết ra sáng không, không. Mà chưa có nói xong, thấy không? Rồi con hỏi câu tiếp. Ý câu này hỏi là sau này thầy không giải đáp nữa thì hỏi ai, cái người nào sẽ giải đáp thầy? Thì đỡ nãy là hỏi ai thì cái người nào mà thông cái này làm thì dạy cho ông Lâm trèo lên đây chứ trèo lên đây ngồi thì thiếu người mình nắm được căn bản không sợ ai. Tính từ trường hợp mà không, từ trường hợp bây giờ tôi nói thọ hỏi với bây giờ chủ tịch Hồ Chí Minh không có ở đây là ai điều hành quốc gia này, thiếu gì người ta điều hành, tôi cũng bỏ thì thiếu gì người trèo lên đây đó. Bây giờ tôi muốn duy trì cái Thiền Tông này ở đây để chi? Bây giờ ý tôi muốn á, cái thế hệ sau á là phải hiểu rành mạch cái Thiền Tông này. Già có đến thì ngồi để vô để ăn, tôi cất nhà cho ở, chết có chỗ để có chỗ thiêu luôn. Còn sướng quá, đừng sống với con cháu gì nó mệt. Nó còn nói vô đây nè, vô đây là ngồi làm thầy với người ta rồi xong rồi. Rồi sống nổi có chỗ nghỉ đào hòa. Tôi sẽ cắt mấy ngàn cái chỗ nghỉ đó. Đừng có lo cái chuyện đó. Giờ đây thiếu gì, nếu mà hiểu được cái này thì xin lỗi. Vô đây bởi vì tôi nói anh em trực nè, phải hiểu cái căn bản này, người ta đến mình phải hỏi ta. Rồi mốt tôi sẽ tập huấn cho anh em trèo lên rồi cho người hỏi luôn. Anh vô đây anh trực rồi anh hỏi, người ta hỏi có anh ngớ, anh ngớ ra thì sao được. Nói vậy mà cũng tu Thiền Tông nữa thì giống như Thiền gia, Phật gia hỏi không biết à, thì nên nhớ tôi sẽ dần dần tôi sẽ tập cái chuyện này để gì, để cho anh hiểu. Cứ hỏi đi, nhưng bữa nay tôi trả lời thì anh em cũng nên kinh nghiệm là rút cái chuyện này.
Bây giờ cái chuyện mà người ta nói đã kích về thiền tông, đã kích A-la-hán, tôi không phải đã, tôi nói là ông chứng phải chưa giải thoát chứ không phải là tôi đã kích. Tôi chưa từng nói ông là, bởi vì sáu pháp môn Đức Phật là vậy, ai muốn tu cái gì tu, ai muốn chứng A-la-hán cũng được, ai muốn làm thần cũng được, ai muốn lên tịnh độ tượng đế thì tự do thôi, ta chỉ đường đi mà. À, cái câu này thì nên hiểu là cho rõ, chứ đâu không giải đáp thì mình cũng giải đáp, thì anh em trực đứng cái ngày nào trực ngồi đây giải đáp đó, nên nhớ là mấy người trực thì chuẩn bị nha. Đó, bởi vì tôi ngày chủ nhật tôi đã lời, mấy ngày kia mấy anh em đã lời, chứ không lẽ lời ta tới rồi sao ta tới hỏi cũng vậy, cũng tu thiền tông mới chết rồi ta khi đừng cho ta khi mình. À, rồi hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là người tu thiền tông nếu may mắn được mất thân, nhìn thấy nghe biết được cái xa xăm, cái vi diệu, vậy thì Phật tánh của người đó có thấy được chính nó không, hay là lúc Phật tánh thấy nghe nói biết trùm khắp hòa cùng càng không vũ trụ không hình tướng này? Khi mình tu mà thiếu tánh được thì mình mới phá được những cái vô minh, mình mới thấy được, phá được cái chấp của mình mới thấy được. Bây giờ tôi nói vấn đề mà ví dụ mình tu thiền tông mà mình hiểu được căn bản thiền tông, phá được cái gì? Phá được cái ngu của mình à? Hồi xưa người ta nói gì cũng nghe, bây giờ tôi không nghe. Thế đó gì? Mình chứng được cái đó. Thế đó là đúng không? Hồi xưa không? Hồi xưa kêu lên núi Bà Đen, lên lại, chổng khung lại bả. Bây giờ không là không lại. Thì mình chứng được rồi, chứ còn muốn gì nữa? Hồi xưa nó là vô lại ông Thích Ca cho có phước. Ông nói không, tao tụi bay mà hiểu cái này lại tao cảm ơn tao được, chứ đừng có nói có phước nha, lại cảm ơn ông chồng. Thì đó là mình hiểu rồi, chứ hiểu là giác ngộ rồi. Còn hồi xưa bảo là ông Thượng Đế cho lập ra cái đất này, và nó nói rõ rồi, ông Thượng Đế chỉ là cái ông chúa cõi trời thôi, chứ làm sao làm này kiểu đó. Mà cái người nói đó là ai? Bây giờ anh em trả lời thử, cái người nói Thượng Đế lập ra cái đất này là ai biết không? Tên ai, ai biết? Tên là Tập trả lời đó. Ai trả lời được? Ai nói cái câu này? Chính ông thần chủ ông ai? Đâu ông làm ra được? Chính ông thần chủ, ông nhập xác, ông nói gì vậy? Bởi vì tại sao cái ông Lê Văn Trung ông lập đạo Cao Đài? Ông nằm chim bao, ông thấy, ông thần chủ cho thấy ông đi lập cái đạo Cao Đài. Cái đó là cũng chỉ nằm cái trong mơ tưởng thôi. Tôi tưởng lập ra gì, đem tới ca ngồi trên, ông thấy cái bạch ngồi dưới, Chúa Giêsu kế ông Cương Tử Nha. Rồi ông nói là Tam Giáo Hòa Đồng, ông là Tứ Giáo Hòa Đồng, trong cái Tam Giáo Hòa Đồng. Tam Giáo Hòa Đồng là cái ông Bảo, là Tam Giáo Hòa Đồng. Nó đúng là cái chuyện của người ta đem về cho mình. Mà còn cái người nói lập ra trái đất, lập con người đây là ông thần, ông nói. Thì bây giờ tôi nói thiệt xuống Sài Gòn đi, ai mà ngấu ngáo chúng em muốn đi đâu á, gặp cái thằng lừa gạt chỉ đi em, móc hết túi rồi xong rồi nó kiếm nó không ra luôn đó. Nói chuyện bởi vì mình nói này tôi nói đầu bộ mình không nói, chứ tất cả những gì mà trên thế gian này đều là biết hết. Tôi nói thật, có gì đâu thật, cái ông Phật nói rất rõ mà, ông nói từng chi tiết một. Con người có bổn phận là tưởng tượng hành động để dẫn cái tánh Phật đi luân hồi. Rồi cũng từ cái con người muốn trở về Phật giới, cũng từ con người đi về. Chứ không có con học đâu, thằng đầu dẫn nhiều đi, thằng Phật cũng không dẫn mình nữa. Bây giờ giống như cái vấn đề mà cái người mà ta đó, bây giờ anh muốn đi du lịch, anh mới có tiền, chứ thằng giám đốc du lịch cũng không cho anh nữa. Cho anh sao được? Nếu cũng cho phải bỏ tiền ổng. Còn nếu tập thể làm sao mà bỏ tiền được? Thành ra cái thiền tông là nó rất thực tế và khoa học. Bởi vậy thành ra tôi mới nói là tất cả những người muốn đấu tranh đến đây, còn ở đâu cũng được, mời tôi đi một trong ngày tôi về, tôi được đấu sẵn sàng, tôi không sợ cái gì. Nhưng mà nên nhớ là nếu anh em hiểu được hai cái căn bản mà nãy tôi nói thì đừng có sợ gì hết. Còn nếu anh không hiểu ha, nó quật một hơi vòng là anh chết đi không? Kiểu là giống như nó quay gì gì quay dế rồi, mở ra thấy đường đi đó. Dạ, hỏi tiếp.
câu này đó là Phật tánh của người đó có thấy được chính nó hay không? Bây giờ mình thấy nè, con mắt mình thấy, còn thấy con mắt mình không? Làm sao thấy được? Rọi kiến mới thấy, chứ không rọi kiến sao thấy? Rọi kiến đây là cái bóng. Bạn cái tánh thấy là Đức Phật là tự nhiên thấy, tự nhiên nghe, tự nhiên nói, tự nhiên biết. Cái đó là tự nhiên. Mà bây giờ sẽ kiến tánh, từ kiến tánh đó là tại vì tiếng Việt Nam mà trên kiến tiếng Trung Quốc là tánh kiến. Tánh kiến là cái tánh thấy, còn mình là kiến tánh, nó đi ngược lại thấy được cái tánh. Nó sai là sai chỗ này. À, bây giờ tôi thấy, thấy cái hình này, hình kia tôi thấy. Đức Phật là gì? Thấy không ngăn ngại gọi là một vị Phật, Phật nhãn. Thấy suốt gọi là Phật nhãn thấy. Còn mình thấy bị cảm là tánh người thấy. Vì trong bây giờ sao? Bởi vì nếu mà tánh Phật có những cái bức tường không thành vấn đề nha, thấy xuyên qua được, có lợi gọi là tánh Phật thấy. Mà còn tánh thiên nhãn thấy cũng được, nhưng mà nó thành trong giới hạn của cái tam giới. Còn Phật nhãn thấy xuyên qua tam giới luôn, gọi là Phật nhãn là thấy vậy. Chứ đừng có nói thấy cái tánh của mình. Chứ bởi vì cái tự nhiên thấy mà nó vậy. Mình phải phân tích là cái Phật nhãn là thấy, thấy kêu bằng thấy bao la, thấy trùng khắp á, thấy xuyên suốt bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu tam giới biết hết, gọi là Phật nhãn. Còn nếu thiên nhãn nằm ở trong cái phạm vi của cái tam giới thôi. Còn huệ nhãn là thấy cái hình bóng của không thấy hình đó. Nhưng mà bây giờ nè, nếu người nào chứng được huệ nhãn, thấy trong này rất nhiều hình dẫn, kể cả đài nhiều hình Phật vẫn thấy được, nếu huệ nhãn. Và người nào thấy được cái đài truyền hình đó Pháp, có hình bóng ở đây người Phật, người đó có huệ nhãn. Nhưng mà thôi bây giờ đó, mình tu từ Phật là không có định lý giác ngộ giải thoát. Chứ còn chuyện thấy cái chuyện đó làm chi cho nó mệt? Thấy rồi được làm gì? Thấy không? Giống như nói tôi và tôi thấy, tôi muốn thấy một đống bạc, thấy của người ta, của mình chứ đâu phải của mình đâu. Mà nên nếu là tôi muốn tìm, muốn làm 50 triệu thì được, thì của mình. Còn đây tôi thấy 1 tỷ, thấy chi vậy? Mất công. Mình phải hiểu cái nguyên tắc ở đó, phải hiểu vậy. Cái Phật nhãn là thấy thông suốt qua các tam giới luôn. Còn thiên nhãn thấy hết nước là để tới cái dòng hoàng lão số 5 là đứng lại. Đó phải hiểu vậy thôi. Còn dục nhãn của mình á, thấy tới cái bức tường thôi, không siêu bức tường nữa. Nó giới hạn vậy thôi. Để mà hỏi tiếp. Đã có hỏi, có quý vị đã hỏi tiếp không? Dạ, cũng thưa thầy, con xin hỏi là khi mình tạo công đức với thầy mà mình tặng sách cho người khác á, mà họ khinh chê, họ xét cuốn sách đó, thì mình có bị tội gì không thầy? Thầy nói mình muốn tạo công đức giúp người khác, nhưng mà như đưa sách người ta khinh chê, người ta xé sách thì vậy mình có bị tội, thì mình có bị tội gì không? Bởi vậy trong cái này Đức Phật có nói đó, mình phải dùng cái trí tuệ của mình cho mượn. Mới vừa nhán ra không chịu thôi lấy lợi, đừng có để ta đọc rồi ta chửi. Cái đó là mình gọi là con người mình không có trí tuệ. Giúp người ta phải giúp cho đúng. Nếu nó chửi nhiều mình cũng có dính một số tội đâu á. Nó chửi ít thì ta dính ít à. Nên nhớ rằng nó quăng cái bình mực của mình á, nó quăng dính nhiều thì ướt hết cái áo. Còn nếu mà dân chút xíu cũng dính. Tất cả bởi vì Đức Phật phải bảo là sử dụng trí tuệ để giúp người ta, từ học hỏi cho đến và giúp người khác, phải giúp bằng trí tuệ. Đừng có đụng ai, đừng có đụng ai mà cũng đòi cái pháp ông này nói. Ông Phật vừa nói ra còn bị chửi, mình bởi chừng nó phan vô mình thì còn chịu đỡ, mà nó giết mình đó khác. Mình phải sử dụng một trí tuệ, nhớ là đừng có sử dụng cái tướng phàm phu mình mà nói tôi muốn giúp người này giúp kia, đừng có ham cái đó. Anh có thích thì tôi cho anh mượn, nghe anh thích thôi này. Mà tuyệt đối là muốn giúp người ta phải nói bằng cái này nè. Mình nói
tôi đọc cái này tôi không biết sao, tôi thấy nó cũng cũng không hay lắm mà cũng ấy, mà tôi anh giúp mình tôi, anh làm ơn anh đọc anh dạy nghĩa tôi đưa nó chửi thằng ấy lời chứ mình thử là thử người ta là vậy đó, còn nó khen hay quá suối nó đọc tiếp, nó đi nó hút vô là mình có công đức, còn nó có dạt ra mình cũng chả sao. Mình có dạt ra mình cũng, bởi vì mình đây là mình có cái màn che sẵn rồi, anh không làm gì tôi, ông không phá tôi được đâu. Cái này mình trước khi nãy để tôi nói chuyện cái chuyện mà cái cô mà ở quận 3 có bà tao ông già ở bên Úc á, là giữ nguyên cái đạo tràng mà khi cổ đạt được bí mật thiền tông rồi, vừa nói ông già đó không ai, tao là xếp sòng ở bên kia đó, phải không, đâu có nói gì. Cái hỏi tụi tôi đó nè, tôi nói là cô á, lấy cuốn sách này, lấy số 8 này, hỏi ông già đọc giải nghĩa cho cô nghe. Ông kêu nhào vô liền, làm thay mà, tao làm thay mà, đọc dính liền tìm sáng không có nhả cái sách này ra đó, bằng độ bằng cái cách đó, phải năn nỉ người ta giải thích cho mình nghe. Sao ông thầy, ông già đạt được bí mật thiền tông đem về bởi chuyển qua mấy chục người luôn, nó phải dùng cái thuật này gọi từ gọi thuật trí tuệ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, như người ta kiểu như là người ta xin sắc mình mà mình cũng có hỏi là người ta muốn tu để được giải thoát không, thì người ta nói là rất là muốn, nhưng mà khi mình đưa cho họ mà họ kinh kê hay họ xé, ý em nói là ý con nói là như vậy. Bây giờ đó mình phải kinh nghiệm chứ này nè, thí dụ ta nói tôi muốn tu giải thoát thì con đừng có nói, thì con nói là tôi có cuốn sách này có chỉ giải thoát mà tôi cũng chưa tin á, làm ơn nói với tôi. Mình phải gài họ vào trong cái thế, còn không được thì thôi tôi mượn của người ta, không nói của tôi luôn, nó không ấy thì thôi đi trả cho tôi trả cho người ta, lấy lợi một cách yên tâm, chứ đừng có nghe người ta nói này kia nọ nhào vô là không được. Có thật tình không, có thật tình anh muốn giải thoát không, thì mình phải cũng phải dùng cái thuật, chứ không phải là muốn giải thoát được có nhiêu đưa cho ta. Xin lỗi anh, bây giờ vừa rồi đó, nó có một số người xin cái quyền ký ra, nó xé nó đem nó bán, bị quyền ký 65 ngàn nó bán có 10 ngàn, giờ chiếm 10 ngàn khó lắm, nó chơi vậy đó, nghe không, thành ra mới phát hiện ra được. Nghe mình cho cái lợi cho xin thì nguyên tắc là mình đăng mạng mình cho là người ta tới thì mình cho. Chơi mấy bà là chơi sao nghe thì cắt cái chỗ và đóng cái dấu đi, băng là bán sách cũ, cái cũ mà xin lỗi nó bán nó mua 30%, ví dụ 60 thì nó băng 20, mà bây giờ nó bán rẻ hơn 20 thì bao nhiêu sách cũ nó không mua, cả sách cục sách mà có xuất bản là cũ nó mua hết, nó mua chỉ còn 1/3 thôi. Đâu phải nên nhớ hiểu nhớ anh em mà muốn tặng sách thì phải chú ý cái chỗ này nè, nó lại nó xin nhiều quá rồi nó ấy nó đem đi bán. Bây giờ nó hỏi vậy chứ đi xin 10 quyển đi nó kiếm được mấy trăm ngàn chúng ta ít lắm, phải chú ý chỗ này. Thành ra mình muốn giúp người khác giác ngộ giải thoát cũng phải có cái cách của mình, Đức Phật bảo là dùng cái trí tuệ của mình chứ đừng có mù quáng. Thiền tông bởi vì Đức Phật bảo là thiền tông không có xúi ai tu cái chuyện này hết đó. Mà ai muốn tìm sự thật thì cứ tìm đọc, mãi thì nghe ông ấy thôi chứ không ai bắt. Mình bởi vì chưa có cái đạo nào mà chưa, kể cả đạo Phật mình đâu mà mấy ông tu mà vật lý xúi ghê lắm, chỉ có cái pháp thiền tông này là đuổi ra vô sinh ở chùa. Tôi đã nói chùa này có Phật đâu vô tu, đâu có ai tu đâu, chùa nó không có tu, đừng có vô đây. Tôi đã nói đó là chứ không phải tại sao các chùa không cho tu. Tôi nói cái thiền tông nó vậy á, thiền tông người ta dạy đi về Phật giáo chứ không phải vô dạy tu. Tôi ta mới nói vậy thì tôi nói rõ ràng là chứ không phải ấy đâu. Bây giờ rồi thử là vô đây có người nào tu không? Không ai tu cũng đợi ở đây là vô là lau chùa không chứ có tu gì hết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con có đọc kinh Kim Cang,
thì có một cái đoạn là Đức Phật nói là ta cũng chẳng có nơi đến, cũng chẳng có nơi đi. Thì thầy giải thích giùm con là như con hiểu cái câu này á, là ý Phật nói là cái Phật tánh mà nó như vậy, nhưng mà nó còn cái ý sau màu nào nữa hay không? Trong kinh Kim Cang có nói câu đó là ta cũng không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, vậy nó có ý sâu màu gì hay không? Cái câu này có ý sâu màu gì? Cái kinh nó dịch là gọi là chữ Như Lai đó, không đến không đi. Cái chữ Như Lai là cái tánh Phật của mình, nó không đến không đi. Và tại vì nó đi vào quy luật luân hồi, nó phải quay. Chứ sự thật nếu một vị Phật mà ở bên Phật giới dẫn vô Phật, dẫn vô này được không? Phật ta cũng vô mà. À, còn sở dĩ mà vô đây nó quy luật luân hồi thì Đức Tổng Chuyên Gia có nói là cái là không đến không đi là vì thế mà ông nói là gì bất trùng lai đó ha, không đến không đi, chẳng đến chẳng đi. Đây là nói về cái Phật tánh nó không có luân hồi, nhưng mà tại vô nó mượn cái này, nó mượn cái tánh người, nó bị quay. Tại ông tham, ông muốn làm kim thân Phật. Chứ nếu mà đừng làm kim thân Phật đi, cái Phật tánh nhỏ đi, vô đây muốn làm ở Phật to là phải vô ráng chịu chứ giờ biết sao vậy. Thì vô đây ông thử mà, giống như mình á, vô đậm xe mà nó thử cái đu quay, nó quay như thế nào, nhào vô mua bỏ giấy rồi cho nó quay. Thì mình đừng đi ra đi, làm sao nó quay mình. Mình là mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Tất nhiên là không đến không đi, ý là nói là cái chân như á, là nói như cái Phật tánh không có phải sanh diệt, không sanh không diệt, không cái gì đó là của cái tánh Phật đó. Thì muốn nói chỗ này, mà cái nói cái này là tạm nói cho nó vui thôi, chứ Đức Phật đấy 49 năm tạm có nói cái gì đó rồi. Nó còn là vỡ Phật không còn phủ nhận à. Ta không có dạy mà cũng không có nói gì đó. Cái gì cái vấn đề cái Phật tánh này à. Mà giờ sở dĩ có cái đạo Phật lập ra là muốn giúp cho trời cái tập thân đánh Phật nó vào đây, nó mượn mà không chịu nhớ để đi ra. Giờ ổng có một Phật động vào đây ổng mất. Bởi vì ai cũng, tôi nói thật là tại có con người mình cũng có Phật tánh, và con thú, con trâu, con bò nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà tại nó bị cái nghiệp làm đó nên phải chịu thôi. Nó thành ra bây giờ thành ra cái Phật muốn chỉ là chỉ cái này, chỉ cho mình thoát ra. Thứ nhất, thứ hai là đừng có nghe những cái người ta lừa gạt mình, tưởng sao đi lên A Di Đà lên đã thì cũng xuống, lên thượng đế ở đã cũng xuống, cũng không vậy đó. Mà phải chỉ biết cách thật, nhưng mà ổng nói là ổng chỉ, nhưng mà đều ổng kêu bằng cho phép mình hỏi đó, có đúng không, Như Lai dạy có đúng không, ổng cho phép. Chưa có cái giáo chủ nào mà dám cho hỏi cái kiểu này, mà nói giáo chủ mà nói là nói về pháp môn thiền tông thì thôi, chứ còn pháp môn tịnh độ hoàn toàn không dám cho nói, mật chú không dám cho nói, mấy ông thầy lý luận không cho nói, hoàn toàn chỉ thiền tông mới dám nói câu này. Bởi vì thế mà đi từ nước Việt Nam ra thế giới, chùa nào có Phật không có nào ông trụ trì nào mà dám nói là cho hỏi thoải mái, chỉ có chùa thiền tông Tam Diệu mới dám cho hỏi cái này. Là gì, vàng thì không sợ lửa là chỗ đó. Chứ còn xin lỗi mấy cái chùa kia hỏi thì ba câu rồi đứng tim rồi bị thắt.